Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo triển khai, tạo đột phá trong phát triển du lịch giai đoạn tới trong đó các huyện thị xã thành phố triển khai thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đảm bảo định hướng và phù hợp với thực tiễn chú trọng xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch tiến tới xây dựng các thương hiệu du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như du lịch chinh phục đỉnh cao du lịch nông nghiệp du lịch tâm linh đối với cơ sở hạ tầng nhiều dự án lớn như khu du lịch nghỉ dưỡng khu du lịch sinh thái du lịch cộng đồng dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động theo Tổng cục Thống kê tỉnh Lào Cai, chỉ số giá tiêu dùng tại Lào Cai trong tháng 1 năm 2021 chỉ tăng 0,07%. May mặc, giày dép và giao thông có chỉ số giá tăng nhẹ so với tháng trước, lý do bởi nhu cầu của người dân trong tháng cận Tết tăng cao, nhất là các nhu yếu phẩm ngày Tết. Tuy nhiên, một số nhóm hàng như đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh có chỉ số giảm mạnh do sức mua của người dân không cao, nhiều doanh nghiệp giảm giá để kích cầu. Các nhóm có chỉ số giá ổn định gồm đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế. Dự báo trong tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Hiện các cửa hàng siêu thị đang có phương án chuẩn bị nguồn cung đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm để phòng trừ trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Huyện Bảo Thắng vừa tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường lần thứ hai trên địa bàn toàn huyện đồng loạt 14 xã thị trấn các cơ quan đơn vị tổ chức gia quân tổng vệ sinh quét dọn đường giao thông nông thôn thu gom rác bóc quảng cáo giao vật làm mất mỹ quan khu vực dân cư và đô thị nạo vét kênh mương tuyên truyền bảo vệ môi trường tuyên truyền phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định qua đó tác động tích cực đến người dân trong việc bảo vệ môi trường góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đợt gia quân tổng vệ sinh môi trường toàn huyện đã thu hút trên 27.000 người tham gia thu gom được 750 khối rác thải chỉnh trang 226 km đường điện, 169 km đường hoa, cắm cờ theo mẫu 133 km các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn. Việc tổng vệ sinh môi trường nhằm tạo môi trường sống, xanh, sạch đẹp để đón xuân mới, xuân tân sửu 2021. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các bệnh viện cũng đã có kế hoạch cụ thể, trong đó tiếp tục vận động nguồn máu dự trữ phục vụ trước, trong và sau Tết. Trung bình mỗi tháng, khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tỉnh cần 20 đến 30 đơn vị máu ở các nhóm loại để truyền cho bệnh nhân thiếu máu mãn tính do điều trị hóa chất. Do chủ động được nguồn máu dự trữ, nên thời gian qua nguồn máu dự trữ của bệnh viện luôn đáp ứng đủ nhu cầu truyền máu cho người bệnh không phải huy động cho máu từ người nhà. Chúng tôi sẽ chủ động cho người bệnh đảm bảo cái tình trạng sức khỏe đủ điều kiện để truyền máu trước, sau đó thì truyền hóa chất đảm bảo cái sức khỏe cho người bệnh có thể về ăn Tết được. Hiện tại là về nguồn máu là không có thiếu. Mỗi tháng bệnh viện đa khoa tiêu thụ khoảng 700 đến 1000 đơn vị máu. Để chủ động trong công tác cứu chữa bệnh, bệnh viện đa khoa tỉnh đã liên hệ với viện huyết học truyền máu trung ương để dự trù đủ số máu cần thiết. Để dự phòng những trường hợp mà mà không có máu thì chúng tôi cũng liên hệ với các đội đoàn thanh niên của bệnh viện hay là các chữ thập đỏ khối các cơ quan doanh nghiệp chữ thập đỏ tỉnh thành phố ấy, thì chúng tôi dự trữ những cái, cái những cái người hiến máu nhân đạo để trong những dịp mà cần thiết thì chúng tôi sẽ huy động mọi người đến để hiến máu cho cung cấp cho bệnh viện. Cùng với sự chủ động của các bệnh viện, trong năm 2020, ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh cũng đã tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 6.700 đơn vị máu và có các kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo lượng máu cấp cứu trong thời gian tới. Để vừa tiếp nhận được máu phục vụ cấp cứu mà vừa được đảm bảo được phòng chống dịch bệnh COVID-19 với cái biện pháp là sẽ tổ chức các cái chương trình tiếp nhận máu đảm bảo theo những quy định phòng chống dịch bệnh COVID của Bộ Y tế cũng như của chính phủ quy định. Trước tình trạng kéo dài và phức tạp của dịch COVID-19 thì những đợt tình nguyện hiến máu cần tiếp tục được tăng cường có đó đảm bảo số lượng máu đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính phủ đã khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại, nhất là việc di chuyển ra khỏi địa bàn cư trú. Tuy nhiên tại Lào Cai, nhiều người dân vẫn sử dụng phương tiện công cộng để về quê ăn Tết. Tại bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, những ngày gần đây, nhu cầu đi lại của người dân có xu hướng tăng cao. Mặc dù có chút tâm lý lo lắng, nhưng nhiều người vẫn muốn về quê đón Tết cùng họ hàng, chủ yếu dùng phương tiện công cộng để đi lại. Về phía các đơn vị vận tải đã triển khai rất nhiều biện pháp chống dịch như đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe, cấp phát khẩu trang miễn phí, phun tiêu độc khử trùng, nhất là giám sát chặt chẽ với những khách từ vùng dịch trở về. Nhu cầu đi lại trong dịp Tết tăng cao, nhất là khi sử dụng bằng phương tiện công cộng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bởi vậy thời điểm này, người dân nên cân nhắc hạn chế đi lại góp sức cùng chính phủ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Năm 2020, toàn tỉnh có gần 300 trường hợp tảo hôn, giảm gần 40 trường hợp so với năm trước và một trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, ở một số địa phương, tình trạng tảo hôn có xu hướng gia tăng trở lại như tại huyện Simacai, tăng gần 80 trường hợp. Như vậy, có thể thấy tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp công tác quản lý ngăn chặn phòng tránh tảo hôn vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành luật hôn nhân và gia đình phải được triển khai thường xuyên. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện để ngăn chặn các hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ngay từ cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp nhiều giải pháp nên đạt được hiệu quả trong phòng chống, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tiêu biểu như huyện Mường Khương, Bát Sát. Nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng gần trưa ngày 8 tháng 2, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ. Đón gió mùa đông bắc, nhiệt độ Lào Cai thấp nhất giảm xuống 13 đến 15 độ, vùng cao dao động từ 8 đến 10 độ, thị xã Sapa khả năng giảm tới 5 đến 7 độ. Từ đêm qua Lào Cai đã có mưa, mưa vừa và rông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày mùng 7 tháng 2 đến 7 giờ sáng nay phổ biến từ 10 đến 30 mm. Chính vì vậy, người dân các địa phương cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá xét đánh trong cơn rông xảy ra gây thiệt hại. Không chủ quan lơ là với mưa lớn cục bộ gây lũ quét đột ngột trên các suối, khe nhỏ, sạt lở đất đá ở các đồi núi dốc. Vùng núi cần tăng cường phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi các loại khi trời rét sâu thưa quý vị và các bạn sáng nay tại đỉnh Fansipan thị xã Sapa ghi nhận được hiện tượng thời tiết đặc sắc mưa lẫn tuyết nhiệt độ ở đây ghi nhận ở mức trên 0 độ C tuyết rơi bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 2 và vẫn còn tiếp diễn tới thời điểm hiện tại tạo thành một lớp khá dày trên đỉnh Fansipan nhiệt độ cập nhật được trên đỉnh Fansipan và khoảng 4 độ C Nguyên nhân mưa tuyết trên đỉnh Phan Xipang không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra mà do mưa tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc nhưng bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam. Khi tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta, gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn bị chặn lại, tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi xuống núi Phan Xipang. Trường hợp này cũng giống như hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc mà thế giới đã ghi nhận được. Xây dựng nông thôn mới tập trung duy trì nâng cao tiêu chí đã đạt, đã hoàn thành, quan tâm đến các tiêu chí, các xã chưa hoàn thành để xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích. Với quan điểm ấy mà kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Simacai trong những năm qua đã có được những kết quả đáng ghi nhận. Nhờ xác định rõ được mục tiêu trọng tâm cụ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững, thời gian qua huyện Simacai đã chú trọng tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, trong năm qua huyện đã đầu tư nhiều dự án sản xuất cho thu nhập cao, nhờ đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo. Chúng tôi cũng đã tham vấn của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành các cái quy trình kỹ thuật đối với từng loài cây và tổ chức tập huấn cho người dân thực hiện cái việc chăm sóc theo từng thời điểm của từng thời điểm trong năm đến nay các mô hình này đang được người dân triển khai thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Từ khi chúng tôi trồng cái cây tam thất thì cái nguồn thu nhập của gia đình chúng tôi là ổn định hơn. Bên cạnh đó thì cũng giúp chúng tôi là cũng tạo chúng tôi cũng tạo một công an việc làm ổn định cho nhân dân và địa phương bà con ở địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện Simacai cũng luôn chú trọng đến các tiêu chí về phát triển giao thông nông thôn, hệ thống trường học. Trong năm 2020, huyện Simacai có 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 7 thôn đạt thôn nông thôn mới. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 31 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 16,35% năm 2019 xuống còn 13,09% năm 2020. Thời gian tới thì chủ trương của thường trưởng ban huyện cũng như là của ban thủ vụ thì sẽ tập trung và nâng cao các cái tiêu chí của các xã đã đạt và những xã mà chưa đạt mà chúng tôi sẽ tập trung là không không chạy theo số lượng mà sẽ tập trung là nâng cao chất lượng của các cái tiêu chí đã hoàn thành cũng như những cái tiêu chí mà cần xây dựng trong cái thời gian tới. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách, Simacai cũng đã huy động được sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng, người dân. Kết quả này đã giúp cho diện mạo nông thôn mới của nhiều xã vùng cao của huyện có đổi thay, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên. Đây chính là tiền đề quan trọng để Simacai triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 này và giai đoạn tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.